Xin chào các bạn, lại là mình, em Cường tại Trung Auto đây. Hôm nay em sẽ quay lại cho các bạn quá trình dán một bộ phim cách nhiệt cho chiếc xe VinFast VS8 thì nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ quay lại chi tiết cho các bạn xem. Trong quá trình dán kính mặt đây, kỹ thuật viên đang xoáy kính đây. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta cắt phim ở bên ngoài nhé, để cho nó theo khuôn. Sau đó chúng ta sấy này. Cái kính mặt thì nó là vị trí quan trọng nhất, nên đòi hỏi tay nghề và sự tỉ mỉ của anh em kỹ thuật. Và kính mặt ấy thì lúc nào thì bên mình cũng dán cho khách và tư vấn cho khách cái mã xịn nhất của 3M để làm sao nó hiệu quả. Riêng cái kính mặt này, thời gian dán riêng một cái kính mặt nó phải dao động khoảng tầm hơn 1 tiếng một chút. Đấy. Đấy, vì nó, các bạn thấy không, nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ. Theo đây là anh em đang trong quá trình dán hai kính sườn trước. Đấy, hai kính sườn trước cũng rất là quan trọng nhé. Đấy. Nó gồm rất là nhiều công đoạn luôn, các bạn thấy thì đây là anh em đang mướt cái phim để nó hết nước, nó ăn bám vào luôn. Hai kính sườn trước này thì chúng ta có các sự lựa chọn đấy, vì đây đó là vị trí người lái ngồi, nên mình hay tư vấn anh em có điều kiện anh em chơi luôn cho mình là 3M đấy. 3M thì chúng ta có thể lựa chọn hai mã, một là cái mã CR, hai là cái mã IR. Cái mã IR thì chi phí nó giảm, nó nhỏ hơn một chút. Đấy. Còn không thì anh em có thể là phối với hãng LTEC. Rất là quan trọng nhé. Đấy. Nó gồm đây, chúng ta phải bọc hết ni lông này. Đấy, đòi hỏi xong còn sấy này. Đấy là về hai kính sườn trước. Tiếp theo là chúng ta dán đến hai kính sườn sau. Đấy. Trước khi dán đây này, đấy là bọc hết này và chúng ta cũng vệ sinh mất nước này. Hai kính sườn sau ấy thì một là anh em có thể lên 3M. Thường thì mình sẽ tư vấn anh em là hai kính sườn sau này. Đấy, cái kính ô này, cái kính hậu này. Đấy thì anh em có thể là chọn cái hãng LTEC của Hàn Quốc, bảo hành 15 năm. Cái chi phí của mình nó giảm. Đấy, và đang được khuyến mãi 20%. Còn chúng ta chỉ có lưu ý khi dán hai kính sườn sau này, đấy thì chúng ta lựa chọn cái mã tối màu để ở bên ngoài chúng ta không nhìn vào bên trong được, nhưng bên trong chúng ta nhìn ra bình thường để nó mang tính chất riêng tư. Đấy. Tiếp theo ở vị trí này cũng vậy nhé, cả kính hậu cũng vậy. Đấy. Thì nó sẽ tùy vào nhu cầu của và điều kiện của chúng ta để chúng ta lựa chọn cho mình những cái mã phim nó phù hợp. Còn bên mình thì đã phối cho khách rồi, đấy, các anh chỉ cần đến anh xem và canh chọn tùy với tầm tiền và nhu cầu của chúng ta. Với những xe mà có cửa sổ trời ấy thì nó sẽ có hai loại, một là một ô, hai là cửa sổ trời panorama. Như xe này ấy thì không có. Đấy. Thì với những xe mà có cửa sổ trời, anh em muốn dán thì cũng dán được nhé. Ví dụ như một ô này thì nó chỉ bằng một tấm kính sườn như thế này thôi. Đấy. Còn nếu mà cửa sổ trời panorama ấy thì nó sẽ bằng 3 lần cái tấm kính sườn và đều được khuyến mại 20%. Các bác có nhu cầu thì qua ủng hộ anh em Trung Auto và nhớ liên hệ với em Cường. Em sẽ tư vấn các bác các mã phù hợp để các bác lựa chọn cho mình một cái mã phim ưng ý phù hợp với giá tiền của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.